Hello anh em, thì hôm nay mình đang ở trong Sài Gòn và vừa xuống đến miền Tây. Đây là Cần Thơ ở Thái Thi Hạnh. Đấy, và mình giao cái chiếc xe này là chiếc xe thứ hai giao cho anh chị ý. Thì có những cái khách mà mua của mình đến 2-3 xe hoặc là một cái giấy ngò đấy mua của mình đến 3-4 lần cơ. Đấy. Và bây giờ thì mình đang đi giao chiếc xe Santon Winner 2023 xuống cho anh chị đó. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem là chiếc xe này sẽ có những cái gì nhá. Và tí mình sẽ kể ra chi tiết những cái má vạch và những cái mặt hàng này thì lên mua như thế nào cho nó cẩn thận so với hàng nhà máy Santon nhá. Không chúng ta sẽ mua phải hàng nhái, hàng giả trôi nổi trên thị trường đấy. Chứ không phải là nhìn hình dáng nó giống nhau, nó sẽ giống nhau đâu. Đấy, rồi. Giờ thì mình đang ở trời mưa rất là to. Đấy, mình đi phơi cái chiếc xe này từ Sài Gòn xuống đây mưa hơn 100 cây, 4 tiếng ấy. Đây nha. Và mình đã tới nhà anh chị. Anh chị đã mua của mình một chiếc rồi cơ. Hình như là hôm nọ anh chị lên nhà em đấy đúng không nhỉ? Đúng rồi. Nhớ không? Em có mang kèm theo một bộ kia tặng anh chị nhá. Coi như quà năm mới thôi bác ạ. Đây. Em ơi, vào đây đã, đợi nó tạnh mưa đã rồi tháo. Vội vàng thế. Đây, đi xe xuống. Chị. Anh em nhá. Đây là quà khuyến mại đến từ nhà máy Santon, có một cái túi gồm là một áo mưa, một áo choàng, sạc và phụ kiện của xe. Đây, xe giao cho bác. Chiếc Santon Winner. Đây, đi theo xe sẽ có một cái sổ bảo hành của nhà máy Santon. Chiếc này màu xám lông chuột, cái bản màu đắt nhất. Đây, bây giờ mình sẽ cắm dây vào để kết nối điện. Đây là ba ghế ngồi. Chắc là cô biết rồi đúng không cô? Dạ. Đó. Hôm đấy chị xe chị bị lỗi gì không? Đúng rồi. Nghe thế để nó không bị giật. Nghĩa là chị đi xe chị có thấy giật không? Đấy. Nghe xe nó đi êm do luôn đấy, nó không bị giật. Đấy. Xe này thì đặc điểm là có chắn bùn sắt, ba bánh đều có logo của nhà máy. Thì cái sắt này luôn luôn bền hơn cái nhựa nhá. Anh em đừng nói cái nhựa bền hơn cái sắt. Không có buồn cười đấy. Không lớn tuổi rồi còn bị người ta bịp ấy. Tiến lùi đầy đủ hết. Cái đèn này là đèn. Dạ, đây. Con bóc ra nhá. Đây, em bật đèn đi. Đấy, đây là đèn ban đêm. Còn đèn ban ngày nó sẽ là đèn định vị này. Đây, có logo nhà máy Santon đây. Cái này là cái nút B này nó thêm lên máy. Quá an toàn trẻ con. Chiếc xe này được sử dụng động cơ 500W xịn. Nếu mà so sánh động cơ ngoài thị trường ấy, nó sẽ lên đến 1200W anh em nhé. Động cơ được bôi keo chống nước hoàn toàn. Đấy. Nhưng mà mình khuyên anh em là không nên đi vào nước nhiều. Đấy, rồi. Cái tấm chắn bùn này thì anh em phải thấy hơi ngon luôn. Đây, đấy, đấy. Đây là xe bánh 300/10. Và những cái thông số ở trên cái chiếc tem này thì không hề có là bên Lào phân phối. Ví dụ như là Đức, Việt Nam phân phối hay là ai phân phối. Chiếc tem này sẽ thể hiện là thông số kỹ thuật, cân nặng, số kW và có số khung số máy anh em phải kiểm tra nhé. Chứ cái lốp 300/10 nó không liên quan gì đến để chúng ta ghi lên cái tem đấy. Cái lốp sẽ được thể hiện trong cái quyển Santon này. Đấy. Màn hình điện tử LCD. Đó. Có dây được không? Có dây được ạ. Đó. Cốp này thì nói luôn là không chống được nước. Đấy. Không, mà chị tưởng nó chống nước, chị cất mấy cái giấy tờ quan trọng ở đây thì nó hơi nguy hiểm. Nó ướt. Đây là ba cái khuyến mại của xe thì gồm có một cái áo mưa và một cái áo choàng. Áo choàng là dành cho xe, áo mưa dành cho người để mình di chuyển khi trời mưa. Và cái bộ này được sử dụng bộ trong suốt để đi an toàn hơn. Nhưng cái chiếc xe này thì xe mới hoàn toàn 100%, nhà em chưa bọc.
hết những cái bóc lốp này ra đâu nhá. Chị kiểm tra lại xe này. Xe sẽ được dạ, xe sẽ được sử dụng bánh 300-10, lốp không xăm và sẽ có logo nhà máy Sơn Tông, vì cái sản phẩm này đắt tiền ấy, mình phải kiểm tra cẩn thận. Quá chống trộm luôn đấy ạ. Ấn 2 lần. 2 lần liên tiếp. Đi không cần cắm chìa khóa ở đây. Đấy. Ui xời ơi. Đây nha. Em tặng chị bộ áo mưa rồi nha. Tớ. Đây, đúng lúc cô. Sẽ vặn đến lúc nào đấy thì nó mới ăn điện để chống khi mà mình vít ga nó bị giật luôn đấy. Đấy. Thì chị thấy xe đi như nào chị? Ok chưa? Số tiền. Đây. Đây là dành hai cô. Không chịu con nhờ tí nhá. Đây. Ok ok. Để đấy em về em xử lý nhân viên. À nhà em không có cà phê cà pháo rồi. Nghe cái xe này đời này mới được tặng này. Nhưng mà em vẫn mang kèm theo bộ kia em tặng cho chị rồi. Đấy, không cần phải cà phê cà pháo. Em đang chưa tính là đi mất 4 tiếng lên đến đây đây này. Sạc. Đúng rồi, hôm trước là chỉ có nhân viên đi giao thôi, còn hôm nay bọn em đi hẳn nguyên một chiếc bán tải đi xuống ấy. Vì đợt này gần Tết họ không đi giao nữa rồi, bên em phải trực tiếp đi rồi. Em biết Tùng Lâm không? Tùng Lâm nó cũng có cái chi nhánh nhiều lắm á. Em không ạ. Dạ. Nhưng mà tại vì có gì với bên em ấy. Dạ. Mua 2 chiếc. À, cái bộ kia em vừa đưa cho chị rồi nhá. Chị cất đi giúp em. Hoặc là thử chùm thử không? Ốc đấy ốc thừa, bắt cái biển bỏ đi. Cái biển em để trong đấy. Thì em vẫn để trong đấy, em trả nhà mình mà. Đấy, cái biển đấy là biển của Samsung, nó giống như cái biển này. À. Đây là 2 xe màu xám với cái bản đắt nhất. Chị cắm vào nó sẽ hiện 2 đèn đỏ. Cái giấy tờ này nhá, giấy tờ xe xịn nó sẽ chứng minh này. Ngày sản xuất này, 26 tháng 10 năm 22 này, chi tiết từng ngày, số khung, số máy này và số động cơ. Đấy. Ví dụ như lốp này bảo hành hoàn toàn hết 1 năm hoàn toàn hết sản phẩm và 3 năm về cái khung sườn. Đấy. Lốp là 300-10 này. Ở đây ở cái giấy tờ này là sẽ hợp lệ về những cái thông số ở đây ạ. Đấy. Sẽ rồi, hợp lệ. Em chị hỏi một cái vấn đề này nữa. Dạ. Ví dụ như chị đi. Thì em chị có thể mua được những cái phụ kiện đấy. Dạ, em lại gửi đường bưu điện về. Dạ. Cái nào phải hỏi đàng hoàng để đúng rồi. Dạ. Đây Tết người ta đi giao được đâu, em lại phải tự em đi này. Tất nhiên rồi. Ông mệt hết cả người. Đi ra tới nơi tới chỗ chứ bằng chỗ nó không đi ăn tôi. Em ơi, em đếm tiền đi, 19 triệu 500 nữa. Đây là cô chú cộng. Cô chú cộng là 2 triệu rồi. Đấy. À, chị có thử luôn cái áo choàng không? Để ngoài trời mưa hay gì choàng nó vào hoặc là lắng choàng nó vào nó sẽ đỡ hỏng xe. Đó.